tháng 7 năm 2024. Cái nói về tin tức trước đây hả? Tin tức thì tính theo tuần đi, không có tính theo tháng nữa. Nó sẽ có một cuộc biến loạn ở Việt Nam rất là lớn. Rồi nó sẽ kéo dài cho tới cùng lúc Biển Đông dậy sóng. Cho nên ai mà ở bên Việt Nam bây giờ có tiền nhiều cứ mua gạo, mua xăng, mua thuốc, dự trữ. Tới rồi đó, không có tính theo tháng nữa nghe, từng đó. Đó là lời nói nhắn nhủ ngắn ngủi của Thái tử Thiên Hoàng Kiệt Thừa nói chuyện với tất cả các chư vị ở cõi vô hình, từ Phật cho tới Cha Thượng Đế, tới Long Vương, cho tới những vị địa thần, địa tiên. Địa tiên có cả 100.000 địa tiên, nhưng mà trong đó có địa tiên tạ đó. Ma quỷ thời nay á, nó đi đầy đường á, cho nên mỗi người tu học phải cẩn thận, cẩn thận nó nhập vô khẩu. Bữa nay bị xiển cho nên nói chuyện có nhiều, chỉ nói một chút thôi. Cái tin tức mới vừa nói là quan trọng, có nhiều tiền cứ mua gạo, mua đồ dự trữ, sắp sửa có biến động ở nước Việt, đó là chính. Biển Đông xem về sống cũng là chính, Đức Thầy xuất hiện là chính. Thầy cho hồi đó Đức Thầy nói ta sẽ gặp con trên đất mẹ, kỳ này là chắc ăn luôn, sẽ gặp sư phụ trên đất mẹ. Rồi kế tiếp nói về chân mệnh, Thiên Nước Việt này là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, một trong 12 người con duy nhất và được cha và hội đồng chư Phật thương nhất luôn. Vì ở trên trời sư phụ có đại bi, đại trí và đại dũng, cho nên cha mới gửi xuống màn này gọi là chuyển lưng thánh dương, không có người thứ hai. Còn ngoài kia những cái nhóm Việt Cộng nó dựng lên mười mấy hai chục thiên tử giả đó, thì từ từ giả thiệt á, gặp lửa đốt á mới hay phải không. Còn lửa này chứ cho lửa 10.000 độ cứ đốt đi, vàng thiệt nó cũng vẫn là vàng thiệt, càng đốt vàng nó càng sáng. Nên đã trải qua sóng gió từ 0404 tới ngày hôm nay, bao nhiêu chuyện về tâm linh phong thần hai đang diễn. Mỗi đứa các đệ tử đều có cái chân mệnh, cả những người có chân mệnh tuy mang sắc phàm, tướng mập, tướng ốm, tướng cao, tướng lùn, nhưng mà cái nguyên thần mới là quan trọng. Thì nguyên thần của cái sắc phàm Ngô Tuấn Kiệt này là thiên tử, có 7 dòng hào quang. Những người tu học, những hòa thượng, những người có điển, những linh căn có thể chứng nhận. Còn ở ngoài kia ai có thể mặc áo bông hay áo vàng, cả tỷ tỷ người trên thế giới chạy theo nhưng mà không có hào quang, đều là quỷ. Cho nên mình phải có cặp mắt nhãn thì mình mới biết đâu là thật, đâu là giả. Còn nếu mà chạy theo màu sắc và âm thanh, theo bầy đàn đó, là sẽ lọt sổ màn này. Đó là lời nhắn nhủ rất là ngắn gọn, nhưng mà gắn chi cứu những cái lời này. Tại vì chỉ nói chuyện được 15 phút thôi, nó xỉn nó lên nói chuyện qua được. Thứ hai, những chân mệnh của những người cao, giống như công chúa Quyền Châu, công chúa Thượng Bình và Thái tử Thiên Hoàng Thiên Tướng Kiệt, đều là con của những vị trời lớn cai quản càn khôn vũ trụ, cõi trời, cõi nước và cõi người và tất cả 36 tầng trời. Nhưng trong đó có cả những vị Bồ Tát mà suốt trần mà không có tu tập, không có chịu ngồi thiền, không có chịu tin, không có chịu lắng nghe, thì nó còn thua người phàm, sẽ bị phạt và bị đọa rất là khổ. Tại vì sẽ giống như bị trừng trị, giống như một cái quan lớn mà làm lỗi á, bị phạt rất là thảm thê thảm, dùng cái danh từ như vậy. Cho nên Thiên Tướng Kiệt này lúc nào cũng tuân lệnh cha và làm đúng lời cha dạy. Có những người có chân mạng đi trước phu thê, nhưng mà vì đời sống vật chất đầy đủ cho nên quên đi mình là ai, không tin mình là ai luôn, và cũng không tin lời của những người xung quanh nói, thì có nghĩa là mình đánh mất mình và mình sẽ bị một cách nghiệp quả rất là lớn, rất là nặng. Vì dưới trần này, người trời hay là người thế gian, khi mình khởi tâm á, là cái xác phàm mình khởi, là mình có nghiệp
hay là mình có đức là từ cái tâm khởi. Người trời cũng vậy. Mà khi mà mình không có tu tập, mình không có chi cứu, mình không có chịu ngồi thiền á, và mình cứ ninh ninh á, mình là thái tử mà không có chịu tu tập, hay là mình ninh ninh mình là công chúa, rồi con ông này ông nọ mà không có tu tập, nó còn thua người phàm. Mà khi mất, khi mà cái xác bị quỷ đó, sẽ bị đọa nữa, đọa còn nặng hơn là người thường nữa. Đó là lời thật á. Cho nên lúc nào mỗi sáng cha và chư vị, mấy chư Phật nói chuyện với phụ, sư phụ có khả năng nói chuyện được với mấy vị. Con mỗi sáng con phải vô miếng gương và con phải nhắc nhở con là thiên tử, ngoài con ra không có người thứ hai, con là cứu rỗi của dân tộc, cứu rỗi của thế giới. Cho nên ngày nào sư phụ cũng phải nhắc. Nhưng mà khi mình nói chuyện với người đời, mình cũng phải hạ xuống, cũng là bình thường. Nhưng mà có những lúc nói chuyện với thiên tướng hay là thiên binh, hay là với thượng đế, hay là với những cái vị Phật, thì sư phụ vẫn xưng là thiên tử, là thái tử, hay những vị thiên tướng. Chủ có thể nói chuyện cả ngàn vị được, đủ các vị hết. Ngược lại những cô công chúa mà xuống trần mà mất lòng tin, mất lòng tin ở một thiên tử, thì cũng có khác nào mất lòng tin tất cả, mất lòng tin luôn cả bản thân mình. Rồi lúc đó mình quờ quạng trong cuộc đời, mình cứ đi chạy theo màu sắc và âm thanh thú vui của đời, nhưng mà quên đi cái nhiệm vụ lớn cao cả. Mà khi mình còn cái nguyên thần á, mà chưa vào bụng mẹ của mẹ Trần á, thì mình hứa hẹn cho nhiều, mà khi vô rồi lại quên. Vì đầy đủ. Còn những người mà tại sao họ từ bị đọa họ lên, họ lại nhớ, là vì họ bệnh và họ nghèo, thì họ mới tìm đường tu. Cho nên ở thế gian này, cái vật chất là cái thử thách. Đó là lý do tại sao Thiên Tướng Kiệt này khác hơn tất cả những người, là biết buông bỏ. Từ nghèo bàn tay trắng, ngủ lê lết ở đường phố, đến có làm tỷ phú cũng chẳng ham tiền, mua cái ngọn núi này mấy chục triệu cũng cho bá tánh, tới ngày hôm nay cũng chưa có mắc nợ ai sen nào. Bồ Tát xuống trần không có muốn nợ bất cứ ai. Một đời này Thiên Tướng Kiệt này đi về với cha mẹ, không có trở lại quả địa cầu nữa. Chỉ còn lại là tất cả các đệ tử, đứa nào biết tu, đứa nào ngoan hiền, thì về trời cứ đi chơi vui bắt bướm, hay là tắm ao sen với sư phụ trên trời. Còn những đứa nào mà ngưng lì, mà chạy theo bài đàn và chạy theo âm thanh tiếng gọi, và những người cốt công chúa mà quên đi cốt của mình, thì cũng vẫn bị đọa như thường, đọa vô gián địa ngục hết, không ai cứu nổi, vì đã làm hư những cái chân mạng của những người khác xung quanh nữa. Nên tất cả phải đều nhớ, khi những người có sứ mệnh, khi phạm lỗi bị gấp triệu lần, sư phụ chưa có phạm lỗi gì hết tới ngày hôm nay. Còn ở mà ai mà nói sư phụ phạm lỗi, người đó sẽ bị khẩu nghiệp, bị các vị trừng phạt một cách rất là thê thảm. Những đứa mà nói, tại vì ngày và đêm sư phụ đều giữ giới luật, và lúc nào cũng lo cho đạo, lo cho bá tánh, lo cho chúng sanh. Một nguyên thần mà của công chúa vô một người đàn ông, hay vô một người phụ nữ già, hay là phụ nữ trẻ, hay là đứa con nít, cũng là nguyên thần công chúa. Nhưng mà cha thượng đế cũng phải tính cho sư phụ chứ, cũng phải lựa một cái xác của một người cỡ gần ngàn tuổi để mà đi theo phò sư phụ khi vô nước Việt, hay đi chu du khắp Nam Châu để mà làm việc cho thượng đế. Sư phụ là người làm việc thượng đế, lãnh lương của thiên đình, chứ không phải lãnh lương của thế gian. Cho nên tạo ra một số mà người đời không có hiểu, nhìn rồi mới chấp theo cái đó, rồi xuyên tạc, rồi bị khẩu nghiệp. Trên đời này chỉ có cái tâm thôi. Tất cả chúng ta nên nhớ những cái người mà sư phụ đã từng nghĩ là rất là đoan trang, mẫu mực, hiền từ. Nhưng mà khi bị ma tâm mà nó nhập vô á, báo đen á, mà nó lôi cuốn á, báo là ma đó, nó lôi cuốn qua đánh thơ hay là qua nhắn tin đó, nó cũng thu hút được cả những thần hồn của những công chúa đó, báo đen á.
ghê lắm, ma quỷ mà. Vì tất cả những đứa con là gần sư phụ là những đứa tiếp tục sẽ bị thiên ma nó thử thách, tại vì càng gần sư phụ chừng nào càng thử thách, nó không có thể nào nó phá được cái nguyên thần của sư phụ. Tại vì người của sư phụ là có cục ngọc hào quang và có long thần hộ thể, nó không có làm được, thì nó làm cho những người xung quanh, con cháu, thậm chí cả sư mẫu luôn cũng sẽ bị. Nếu mà sư mẫu không biết tu tập, quên đi mình là ai, nó có thể vô luôn. Khi hào quang mà xuống thấp rồi nó vô luôn, rồi nó làm cho động tâm để mục đích nó quậy nát cái thiên tâm hay là cái thiên tướng kiệt hay whatever, hay là cái cuộc sống. Thì ma quỷ thời nay hiện bây giờ nó đi bất cứ nơi nào, cho nên ở ngoài đó đó, ai mà có cái sư phụ không có giỏi nói gì mấy cái này, tại vì cái này không phải là chuyên viên nói về ma quỷ, thì có người nhỏ mà cái ông tiên mà đầu chọc á, chật chật á, để nghe ông tiên nó nói chuyện đi. Ông tiên đó là hộ pháp của Phật Di Lạc. Thôi tóm lại cái clip, nếu mà ai mà biết mình sai thì quay đầu Thượng Đế, Long Dương và tất cả các chư vị đều tha, cả thiên tử cũng tha. Khi cái màn này nó như 100 năm dưới trần mình, là một cơn gió thoảng nha của thiên đình. Mà mình bây giờ là nửa đời người là cho năm mấy tuổi, nó chỉ có nửa cơn gió thoảng nữa là mình bỏ xác này rồi. Mình có cái gì để mình ham? Trong khi mình là bạn bè vợ chồng ở trên trời, hay là người thân ở trên trời vĩnh cửu hàng tỷ năm của trời, thì bằng ở dưới trái đất này á, không biết mà lộn mấy nghìn tỷ năm. Muốn một nửa con gió thoảng vui, hay là muốn đem một cái lịch sử xấu xa xuống trần để đem mang về thiên đình, thì tất cả các con nên nhớ, chúng ta sẽ gặp lại hết, sẽ gặp lại cha của sư phụ nè, mấy con cũng sẽ gặp Long Dương, gặp Long Mẫu, gặp Ngũ Long Công Chúa, có thể là Tứ Long Công Chúa, rồi sẽ gặp Thượng Bình Công Chúa, rồi sẽ gặp Ngọc Thiên Đại Đế, sẽ gặp hết tất cả các chi vị. Khi mà chúng ta thoát được cái xác phàm này nửa cơn gió thoảng thôi, thì mình đã đến lúc đó rồi. Ở trên kia là một giây bằng trái đất này cả 1-2 năm, chú phụ ngồi cái kim thân vẫn còn ở trên thiên đình, mà xuống đây đã gần 5-10 nghìn năm rồi, đóng biết bao nhiêu giai từ thời cơ phát, mấy vị nói đếm không có hết. Mà thật sự rời xa thiên đình có 3 ngày thôi, bữa chị nói á, 3 ngày mà dưới này gần biết bao nhiêu nghìn năm. Bữa hỏi đóng dài mấy vị nói đếm hoài đếm hết luôn, nhiều quá, tại vì 100 năm rất là ngắn. Khi mà chúng ta bị cám dỗ bởi màu sắc âm thanh thú vui của đời á, rồi mình buông, mình phải tập buông, có nghĩa là mình phải an phận, mình buông, và mình không có bị chạy theo cái xa hoa của đời. Giống như giờ con thèm mua chiếc Mercedes đó, cái mình thèm rồi cái mình mua được ngày đầu tiên, tuần sau, 2 tuần sau, 4 tuần sau vẫn còn thích, tới tháng thứ 3 bắt đầu chán rồi đó, muốn đổi xe rồi. Chồng hay là vợ, mấy con cũng đừng có nghĩ như vậy. Bất cứ thằng nào nó cũng có cái vấn đề của nó. Cho nên mình có cái gì, ta về ta tắm ao ta, dầu trong dù đục, ao nhà nó vẫn hơn, phải không? Nhưng mà trừ khi những thằng nó quậy quá. Còn những cái thằng mà nó là mình nói tùy theo người. Chứ còn tại vì cái đó là một cái giống như một cái thử thách của mình. Cái gì cũng thích mới hết. Ai cũng thích mới, ai cũng thích sang hết trơn á. Rồi cứ đứng sân cỏ này, cứ nhìn sân cỏ kia không à. Thì mấy con phải coi mấy cái đó lại. Nhưng mà trước khi nhìn sân cỏ đó, mà mấy con muốn làm gì á, phải nhìn khuôn mặt của những người thân của mình, những đứa con của mình. Nó vô tội, không phải mình thích cái mình hại đời con mình, con hiểu không? 2 đứa, 3 đứa, rồi hại luôn cả tương lai nó. Rồi nó làm nhiều khi nó bị mental nữa, tại nó buồn á, rồi nó học không được nữa. Con thấy tội nghiệp nặng không? Nghìn trùng. Cho nên sư phụ nhắc một điều á, trước khi mình có cái gì khởi tâm á, là mình phải dùng cái kiếm vô hình á, mình chém. Ai cũng có lỗi hết,
Nhưng mà khi mà không có tu tập mà cứ cứ nghĩ là mình tu tập nhưng mà thật sự không có, tức là lòng tin tâm linh không có đó. Người không có lòng tin tâm linh á, sư phụ biết liền. Bây giờ sư phụ có tha tâm thông, sư phụ có thể đọc được ý nghĩ của mỗi người. Người nào suy nghĩ cái gì, làm cái gì, sư phụ biết hết. Tính toán cái gì, sư phụ biết hết. Đó là lý do tại sao sư phụ đặc biệt và khác hơn bao nhiêu tỷ người trên thế giới. Nói cái gì cũng trúng. Là vì người thế gian này đa số từ người đầu thai làm người, người thú đầu thai làm người, lên phá hoại quỷ ma đầu thai làm người, địa ngục lên làm người. Người cõi trời xuống chỉ có duy nhất một hay là ba người: Thái tử Thiên Hoàng, Thiên Tướng Kiệt, Công Chúa Thượng Bình và Công Chúa Quyền Châu. Chỉ có ba người thời nay. Còn những ngoài kia thuộc ai thì có thể sau này sẽ lội tên ra nữa. Nhưng mà Thiên Long Sơn này thì mình có ba người. Còn ngoài ra tất cả không, mấy con cũng là cõi tiên suốt, nhưng mà tiên cũng có sứ mệnh để theo phò. Còn những người mà có sứ mệnh chính á, là chỉ có ba người có sứ mệnh chính từ Thiên Long Sơn. Trở lại khoảng vài tuần nữa, từ đây tới tháng 9, dân sẽ đói khổ, nước Việt sẽ có biến động lớn á, rất là lớn luôn, và chiến tranh sẽ xảy ra. Thì ngày đó Đức Thầy xuất hiện, Minh Dương sẽ xuất hiện. Thôi bị xỉn quá không có nói chuyện nhiều được, tạm biệt nha. Bữa nay nhiều rất là đủ rồi, mua gạo, mua đồ ăn, mua thức uống, có nhiều tiền mua hết mà không xài, kiếm Thiên Tướng Kiệt này trả lại, lần này bảo đảm. Bye bye, hẹn kỳ sau.